Có phải mẹ đang tìm một loại sữa với chất lượng quốc tế cho bé phát triển toàn diện? Optimum Gold mới, sản xuất trên dây chuyền công nghệ Đức, sử dụng nguyên liệu từ Mỹ và châu Âu, với hệ dưỡng chất Optimix gồm HMO và vitamin D tạo nền tảng hấp thu tốt để kháng khỏe, DHA giúp phát triển não, K2 tăng chiều cao, hỗ trợ phát triển toàn diện. Yeah, thiếu một màn ghép rồi. À, có cách rồi. Mẹ ơi, tranh của con nổ quá. Optimum Gold, hấp thu tốt, bé phát triển toàn diện. Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Phía sau tay lái phát sóng trên kênh VTV8 Đài truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị, Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành thông tư số 04/2022 về việc sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư 12/2017 quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ. Theo đó, yêu cầu cơ sở đào tạo lái xe phải ứng dụng công nghệ trong công tác quản lý đào tạo để nhận dạng và theo dõi thời gian học lý thuyết đối với học viên học lái xe ô tô, bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập để nâng cao chất lượng đào tạo lái xe, sử dụng thiết bị giám sát thời gian và quãng đường thực hành lái xe. Đây sẽ là nội dung chính mà chúng tôi sẽ đề cập trong chương trình Phía sau tay lái tuần này. Còn ngay sau đây sẽ là những thông tin liên quan đến tình hình giao thông mà chúng tôi vừa cập nhật. Thời gian gần đây, tại các địa phương xuất hiện tình trạng nhiều xe ô tô hoạt động chở khách nhưng không đăng ký kinh doanh vận tải hành khách theo quy định, được gọi là xe ghép. Để tăng cường công tác quản lý thực hiện đúng quy định, đảm bảo ổn định trật tự vận tải, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải chủ trì phối hợp với cơ quan chức năng và chính quyền địa phương trên địa bàn hướng dẫn và yêu cầu đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, người điều khiển ô tô kinh doanh vận tải thực hiện đúng quy định của pháp luật, đồng thời tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm các tình trạng xe ghép, xe kinh doanh vận tải chuyển khách không có phù hiệu, biển hiệu. Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết trong 6 tháng đầu năm, qua theo dõi xử lý vi phạm qua thiết bị giám sát hành trình, đã thu hồi phù hiệu đối với hơn 7.700 phương tiện, chấn chỉnh nhắc nhở đối với 16.600 phương tiện. Tổng cục Đường bộ Việt Nam cũng đã chỉ đạo đôn đốc các sở giao thông vận tải, đơn vị kinh doanh vận tải lắp đặt camera giám sát kết nối với máy chủ hệ thống giám sát của Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Theo thống kê, hiện đã có trên 916.500 phương tiện truyền dữ liệu về hệ thống. Từ đầu năm đến nay, trên tuyến quốc lộ 9 đã xảy ra 6 vụ tai nạn từ xe container làm 2 người chết, 1 người bị thương, thiệt hại về tài sản khoảng 200 triệu đồng. Lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Quảng Trị cũng đã kiểm tra và xử lý gần 90 trường hợp vi phạm an toàn giao thông, phạt tiền gần 350 triệu đồng. Với lưu lượng xe container hoạt động cả ngày lẫn đêm, nhiều trường hợp vi phạm tốc độ nên tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông đối với người và các loại phương tiện khác nhau lưu thông trên tuyến đường 9. Lực lượng Cảnh sát Giao thông đã đẩy mạnh giám sát tốc độ, thường xuyên tuần tra kiểm soát trên tuyến quốc lộ 9, đồng thời kiến nghị ngành chức năng khắc phục những điểm đen, mở rộng đường quốc lộ 9 để đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ này. Theo Ban An toàn Giao thông tỉnh, Thanh Hóa hiện có hơn 38.000 xe ô tô tải ben. Sau khi được vận động nhắc nhở, nhiều doanh nghiệp chuyên chở vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cũng đã chủ động tuân thủ quy định về cắt bỏ thành thùng cơi nới của xe để hoạt động vận chuyển trở lại. Bên cạnh một số doanh nghiệp đi tiên phong trong việc tự giác tuân thủ quy định cắt bỏ thành thùng cơi nới, vẫn còn một số đơn vị chưa chấp hành quy định hạ thành thùng theo đúng thiết kế của xe. Với quyết tâm ngăn chặn triệt để xe quá tải quá khổ, Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa đã triển khai quyết liệt các giải pháp, trong đó tiếp tục tăng cường kiểm tra vận động, đồng thời cưỡng chế xử lý nghiêm đối với doanh nghiệp, nhà xe cố tình vi phạm cơi nới kích thước thùng hàng so với quy định. Những năm gần đây, tỉnh Thừa Thiên Huế là một trong những địa phương có mật độ phương tiện tham gia giao thông tăng rất nhanh. Siết chặt việc nâng cao chất lượng đào tạo kỹ năng, đạo đức người lái xe là một trong những giải pháp đang được địa phương này quan tâm chú trọng nhằm giảm thiểu số vụ tai nạn giao thông trên địa bàn. Đây cũng là nội dung quan trọng của thông tư số 04/2022 về việc sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư 12/2017 quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ mà Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành. Việc liên tiếp xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông do lỗi chủ quan của lái xe thời gian qua đã ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý của người dân khi tham gia giao thông.
Trước thực tế trên, việc nâng cao các kỹ năng xử lý tình huống trong quá trình lái xe là yêu cầu đặt ra trong những buổi đào tạo lái xe như thế này. Dạy cho tôi những cái tình huống là để có kỹ thuật xử lý những cái tình huống gây tai nạn giao thông và giúp để cho kỹ năng của tôi là có thể tốt hơn. Tại Thừa Thiên Huế, từ năm 2020 đến nay, số lượng phương tiện đăng ký mới mỗi năm đạt gần 3.000 xe. Kéo theo đó, số lượng học viên đăng ký cấp giấy phép lái xe tại các cơ sở đào tạo lái ô tô, mô tô tại địa phương này cũng tăng lên đột biến. Bên cạnh việc học lý thuyết, những buổi thực hành là cơ sở quan trọng để giáo viên rèn luyện kỹ năng xử lý tình huống cho học viên, nhất là các tình huống có khả năng xảy ra tai nạn giao thông. Cố gắng hết sức để mà đưa ra những cái giải pháp và để xử lý tình huống trên đường và cố gắng là làm cho học viên có một cái tay lái thuần thục. Để nâng cao chất lượng đào tạo sát hạch lái xe, thông tư số 04/2022 quy định về đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ mà Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành có nhiều quy định mới với những yêu cầu khắt khe, chặt chẽ hơn từ việc học đến thực hành sát hạch. Áp dụng 120 tình huống giao thông thông thường cho các học viên để nhằm tạo điều kiện cho các học viên sau này khi ra thực hành lái xe xử lý tốt trong các cái tình huống giao thông khi tham gia giao thông. Vấn đề thứ hai nữa đó là việc là áp dụng cái mô hình về cabin điện tử nhằm cho các học viên là trước khi mà học thực hành tiếp cận dần với cái quen công tác trong cái quá trình mà học lái xe thực tế trên đường. Vấn đề thứ ba nữa đó là hiện nay các cơ sở đào tạo cũng đang lắp các cái thiết bị giám sát về cái thời gian học cũng như là quãng đường của các học viên nhằm cho các học viên là vững học vững cho sau này. Không những quy định nội dung học chặt chẽ hơn mà việc ứng dụng công nghệ trong dạy và thực hành cũng là một yêu cầu bắt buộc đối với các cơ sở đào tạo lái xe. Đăng ký học lái xe hạng B1 tại trường Cao đẳng Giao thông Huế, anh Trần Nguyễn Nhật Minh được học lý thuyết bằng giáo án điện tử và thực hành trên các thiết bị hiện đại. Điều này đã giúp học viên nâng cao kỹ năng xử lý tình huống trong thực tế. Trước khi lên xe lái, tôi được thầy hướng dẫn lái xe trên cabin điện tử. Cùng với đó là việc mô phỏng các tình huống giao thông trên máy tính nên rất tự tin khi lên lái xe này. Khi mà thí, tôi sẽ lái một mình trên xe này và cái hệ thống chấm điểm tự động nó sẽ tự động phát hiện các lỗi sai của học viên và trừ điểm. Và cán bộ coi thi ngồi ở xa sẽ không tạo động lực gì, đảm bảo quá trình thi khách quan. Toàn bộ hình ảnh trong buổi sát hạch đều công khai trên màn hình để các học viên có thể theo dõi và được truyền trực tiếp về Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Dù không thành lập đội kiểm tra trực tiếp đến hiện trường, nhưng việc giám sát vẫn được thực hiện. Chúng tôi đã đầu tư về camera giám sát chụp ảnh ngẫu nhiên trong xe sát hạch trong hình để chụp ảnh bài thi thực hành để nhằm hạn chế quá trình học viên thi thay thi hộ. Giám sát thi đào và giám sát đào tạo thì sẽ làm học viên sẽ có một chương trình đào tạo rất đầy đủ. Học viên đó tiếp cận những cái tình huống giao thông có thể nguy hiểm xảy ra, sau đây khi ra gặp thì sẽ biết được có thể xảy ra tai gây tai nạn giao thông. Theo thống kê, có đến 90% số vụ tai nạn giao thông đường bộ là do lỗi của người điều khiển phương tiện. Vì vậy, việc thay đổi phương thức đào tạo sát hạch lái xe với nhiều quy định mới là động thái mạnh mẽ của cơ quan đơn vị chức năng nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng lái xe. Cùng với đó, sự tăng cường giám sát hành trình các phương tiện của doanh nghiệp vận tải cũng sẽ góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của lái xe. Điều này đang góp phần lập lại trật tự an toàn giao thông tại các địa phương, hạn chế thấp nhất những tai nạn đáng tiếc xảy ra. Thưa quý vị, trong tiểu mục Ai đúng ai sai tuần này, chúng tôi đã mời đến trường quay Trung tá Thái Anh Tuấn, đội trưởng đội tuyên truyền và xử lý phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Đà Nẵng. Và ngay bây giờ xin mời quý vị cùng theo dõi clip tình huống tuần này.
Vâng, thưa Trung tá, với clip tình huống của ngày hôm nay thì anh có thể phân tích cụ thể hơn là cái tình huống diễn ra như thế nào? Thưa quý vị khán giả, là chúng ta vừa quan sát một cái tình huống, theo như tôi quan sát thì đây có vẻ như là một cái khu vực đèo dốc ấy. Thì trong trường hợp này, đường mà có cái giải phân cách bằng mịch sơn liên tục như vậy thì nó có một quy định rõ ràng về cái vấn đề vượt xe. Thì trong trường hợp này, chiếc xe ô tô tải màu xanh đã vượt xe sai quy định, do đó dẫn đến cái việc va chạm xảy ra giữa các phương tiện. Thì luật đã quy định rồi là khi mà vượt xe là phải vượt như thế nào cho nó quy định. Ví dụ như là vượt xe anh phải vượt bên trái, và vượt xe là khi quan sát là chỉ được vượt trên cái đoạn đường là không có cái xe đi theo chiều ngược lại trên cái đoạn đường định vượt. Vậy thì cụ thể ở cái tình huống như thế này thì cái xe vi phạm luật trong cái vấn đề vượt ấy, thì sẽ bị xử phạt như thế nào? Theo quy định tại nghị định 100 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ thì nếu mà vượt xe trái quy định thì sẽ bị phạt tiền từ 3 triệu đến 5 triệu đồng, đồng thời bị tước quyền sử dụng phép lái xe từ 1 tháng đến 3 tháng. Điều này thì quy định tại điều 5 khoảng 5 điểm D. Và nếu như mà gây tai nạn giao thông thì anh có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 12 triệu đồng, tước giấy phép lái xe từ 2 tháng đến 4 tháng theo quy định tại điều 5 khoảng 7 và điểm A. Vâng, vậy thì một cái lời khuyên của anh dành cho các bác tài khi mà thứ nhất là lưu thông trên những cái đoạn đường như thế này, và thứ hai là thường là những cái xe có trọng tải lớn, xe chở nhiều hành khách thì phải chú ý những cái điều gì ạ? Đối với những lái xe mà lái xe đường dài thì người ta thường là rất có những cái kinh nghiệm trong cái quá trình xử lý tình huống trên đường, đặc biệt là trong cái vấn đề tránh vượt. Trong trường hợp này, tất cả các lái xe khi trên đường chúng ta hết sức lưu ý về cái việc là vượt xe, đặc biệt là đối với những đoạn đường định vượt thì phải nên quan sát, chú ý quan sát đoạn nào được vượt và đoạn nào không được vượt. Như trong tình huống này thì đoạn này rõ ràng không được vượt bởi vì có một cái vạch sơn liên tục màu trắng ở giữa. Qua đó thì để mà hạn chế thấp nhất cái việc va chạm xảy ra giữa các phương tiện, đặc biệt là đối với những phương tiện xe có tải trọng lớn như thế này, tránh việc mà gây hậu quả thì chúng ta phải nên hết sức lưu ý, nâng cao cái ý thức của mình trong cái việc chấp hành luật giao thông bộ, những nguyên tắc cơ bản trong cái vấn đề vượt xe cũng như tránh xe làm sao đó để mà đảm bảo an toàn cho mình và cho người khác. Vâng, xin được cảm ơn Trung tá Thái Anh Tuấn về những chia sẻ rất là hữu ích vừa rồi. Vâng, thưa quý vị, trên những đoạn đường đèo hay đoạn đường đồi núi là những cái đoạn đường mà tiềm ẩn rất là nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Chính bởi vậy mà các bác tài khi điều khiển những xe ô tô có trọng tải lớn hay là những xe ô tô chở khách thì cũng phải hết sức chú ý khi mà tránh, khi mà vượt để đảm bảo an toàn cho bản thân mình cũng như là người tham gia giao thông. Và chương trình Phía sau tay lái tuần này cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.